cả mọi người, Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Tân Quy Đông, một khu dân cư rất là đẹp. Tổng quy mô của khu dân cư này là khoảng gần 20 hecta. Và hôm nay là Phước Sửu đang có mặt tại một trong những công viên thuộc khu dân cư Tân Quy Đông. Và mọi người cùng theo chân Phước Sửu, Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Tân Quy Đông này nhé. Rồi bắt đầu mình cùng di chuyển đến căn nhà này nè. Rất là nhiều quý anh chị khi tìm một sản phẩm căn nhà để ở tại quận 7 lăn tăn không biết chọn khu dân cư nào, và tầm tài chính tầm khoảng trên dưới 30 tỷ thì mình lựa chọn ở đâu là hợp lý và ở đâu an ninh, thì hôm nay Bất Động Sản Tiềm Năng sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà tọa lạc tại một cung đường lớn nhất là đường 65, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Một con đường mua sắm cực kỳ sầm uất, là gọi là những cung đường sầm uất nhất của trung tâm quận 7. Với diện tích 6 x 15, tổng diện tích xây dựng 320 m², căn nhà được thiết kế 3 lầu, 5 phòng ngủ lớn, 6 WC, và đường trước nhà là rộng 30 m, rất là thoáng nha. Hai bên đậu rất là nhiều xe hơi, nhưng mà cung đường di chuyển còn rất là rộng và lượng người qua lại mua sắm của khu dân cư này rất là nhiều. Nói đến Tân Quy Đông là một khu dân cư nằm tại trung tâm quận 7, cách Lotte tầm khoảng 5 phút đi bộ. 5 phút mình có thể di chuyển đến Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện quận 7, và chỉ 5 phút đi đến Phú Mỹ Hưng. Căn nhà 65, khu dân cư Tân Quy Đông, cách bờ sông tầm khoảng 50 m, nên có một hướng gió rất là thoáng. Gần như là quý anh chị không cần sử dụng máy lạnh nhiều, bởi vì khu dân cư này rất là nhiều cây xanh, mật độ xây dựng nhà thấp. Khu dân cư an ninh bảo vệ 24/24, có ủy ban nhân dân phường gần bên nhà luôn. Căn nhà thì có pháp lý đầy đủ luôn, sổ hồng cầm tay, hoàn công đầy đủ, mua bán sang tay ngay. Nếu quý anh chị mà sở hữu căn này, mình có thể là cho thuê làm ngân hàng, cho thuê làm spa, cho thuê làm căn hộ dịch vụ, hoặc mình có thể cho thuê mặt tiền ở dưới và bên trên để mình để ở, rất là tiện lợi. Hiện tại gia chủ đang cần bán căn nhà này với một mức giá gọi là cực kỳ thấp, thấp hơn giá thị trường. Lý do chủ nhà đang bán sản phẩm để đổi qua một căn biệt thự lớn hơn, đang trong thời gian xây dựng. Quý anh chị cần thêm thông tin sổ hồng của căn nhà này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu. Phước Sửu sẽ gửi ngay cho quý anh chị toàn bộ những bản vẽ xây dựng của căn nhà, và có thể mời cho quý anh chị đi xem để tận mắt chứng kiến được những cái nội thất của căn nhà này cực kỳ cao cấp như thế nào, và chọn nơi đây có phải là nơi đáng sống hay không. Trong những video lần trước, Phước Sửu đã chi tiết về những cái tiện ích và cái cách kết nối của khu dân cư Tân Quy Đông. Để hiểu rõ hơn thì mời anh chị xem những video tiếp theo để thấy khu dân cư Tân Quy Đông là một nơi đáng sống, là một nơi đi để trở về sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Bất Động Sản Tiềm Năng cập nhật tất cả những cái sản phẩm nhà đất mua đi bán lại tại Nam Sài Gòn, Nhà Bè, Bình Chánh. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Bất Động Sản Tiềm Năng theo số hotline bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.